Tập 18. Không ngờ đấy, ngay dưới mắt tôi mà có hai tên nội gián của địch đang ẩn nấp. Con người tôi làm việc chú trọng việc thực dụng có ích. Nếu các người đã ẩn nấp ở đây thì chắc chắn đã có huấn luyện nghiêm khắc. Vì thế tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với hai người. Cho cậu 5 giây, sống hay là chết, tự mình lựa chọn đi. Tôi không biết lúc nãy cậu ta muốn nói gì, nhưng thời gian đã hết. Tôi làm việc luôn rất công bằng. Cậu cũng có thời gian 5 giây. Sống. Ở nhà bình an, tất cả như cũ. Anh đi thông thả. Đi thôi. Mời vào trong. Mời ngài. Đi thông thả. Thưa ngài, mời bên đây. Ông chủ Hứa đến rồi. Anh lui xuống trước đi. Sao cậu nhìn có vẻ buồn chồn lo lắng vậy? Vì sao? Có lẽ tôi quá quan tâm đến thái độ của anh tôi. Rõ ràng lắm hả? Tuy rằng cậu cố bình tĩnh, nhưng thứ trong mắt cậu rất khó giấu được. Đại thiếu gia, chuẩn bị xe đi, đi quán cơm Lão Chính Hưng. Trưởng ban, phó trưởng ban Trần, anh định ra ngoài à? Tìm tôi có gì cả? Ở đây có một tài liệu tìm anh để bàn một chút. Nhưng mà cũng không phải là rất gấp. Hay là để anh về rồi tính? Thế à? Để tôi về, tôi bảo vệ Bình thông báo cho anh. Được. Nối máy tôi đến phòng cảnh sát đặc biệt. Chào ông, mời vào trong. Hai anh, mời vào trong.
Anh đến rồi à? Ông đây là... Em giới thiệu một chút. Đây là ông chủ Hứa, kinh doanh hiệu buôn phong mẫu ở Tô Giới. Ngoài mặt là buôn bán bách quá, việc làm ăn thực sự là buôn bán lương thực. Hứa Hải Phong, Lý Tử Hàng. Được. Bữa cơm này không đơn giản gì. Việc buôn bán lương thực trong nhà không phải luôn không khởi sắc sao? Có lẽ ông chủ Hứa có thể giúp được, cho nên gọi ông ấy cùng bàn bạc thử. Tiếng tăm của trưởng ban Lý tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, tiếc là chưa có cơ hội đến thăm. Việc buôn bán có thành công hay không chỉ là thứ yếu, hy vọng có thể kết bạn với ông chủ Lý. Đã giới thiệu xong, ngồi xuống rồi nói. Ngồi đi. Đại thiếu gia, vậy tôi ra ngoài trước. Được. Không biết ông chủ Hứa bình thường làm ăn với những người như thế nào vậy? Chủ yếu là làm ăn với người nước ngoài ở Tô Giới. Khoảng thời gian này, lương thực trong nước thiếu hụt, người nước ngoài cũng nhìn thấy cơ hội làm ăn trong đấy. Phía Lý Tử Hàng tình hình thế nào? Trưởng phòng, theo yêu cầu của ngài, đội hành động 1 và 2 đã cải trang thành người dân đến lão chính đường tiến hành kiểm soát. Phía cảnh sát đang trên đường đến. Xem ra Lý Tử Hàng lần này có cánh cũng khó thoát. Nhưng mà trưởng phòng, thuộc hạ có một số điều không hiểu là lần này chúng ta không hề có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào lời nói một phía của Trần Thành nói Lý Tử Hàng ra ngoài dùng bữa, mà phát động nhiều người thế này đi bắt hắn, có phải là hơi xuyên suốt không? Những chuyện này đương nhiên tôi đã nghĩ đến. Nhưng Lý Tử Hàng vừa bị ám sát chưa lâu mà đã một thân một mình ra ngoài gặp người khác, lẽ nào không phải là rất đáng nghi sao? Với lại hợp ghi mật báo, Vũ Hán đang lôi kéo một viên chức quan trọng. Tôi vẫn luôn nghi ngờ Lý Tử Hàng, đúng lúc dùng cơ hội này điều tra hắn rõ ràng. Thuộc hạ đã hiểu. Đi theo, nhanh lên, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Nhanh lên. Tình hình đại thể của tôi là như vậy. Xem thử trưởng ban Lý còn muốn biết gì nữa. Không có gì nữa, đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi nghĩ tiếp theo chúng ta có thể bàn về vấn đề chi tiết của việc hợp tác. Được. Vậy hai người nói chuyện làm ăn, em không tham gia đâu. Em đến chỗ chị U. Được. Tưởng Mù, chuyện anh Hứa với ông chủ Hứa bàn chuyện làm ăn đừng nói với bất kỳ ai. Có gì không thể cho người khác biết à? Bây giờ lương thực hàng hóa được quản chế, anh không muốn để người của đội hiến binh nắm được thớp gì đó đâu. Được, em biết rồi. Ông chủ Hứa, chỉ còn hai chúng ta thôi. Tôi nghĩ ông có thể nói danh tính thật sự của ông rồi. Lời của trưởng ban Lý, sao mà tôi không được hiểu cho lắm? Tôi chỉ là một thương nhân hết sức bình thường thôi. Nếu như tôi đoán không sai, ông chắc là gián điệp phải không? Thế nào? Tình hình thế nào rồi? Không phát hiện gì đáng nghi. Tình hình bên trong thế nào? Đã sắp xếp ổn cả rồi. Tiếp theo phải xem ông chủ Hứa rồi. Nhanh lên. Trung đội trưởng, mấy tên cảnh sát này là sao? Nhanh lên, toàn bộ phong tỏa lại. Tình hình không rõ, khoan hãy hành động kinh suốt. Đại dương, báo cáo đại dương, cả con đường đã phong tỏa hoàn tất.
trưởng ban Lý. Đại thiếu gia, người của phòng cảnh sát đặc biệt đã bao vây lão Chính Hương rồi, có vẻ là nhằm vào anh mà đến. Quản gì chứ? Rót trà. Hành động. Lão Chính Hưng, bây giờ phải làm sao? Bây giờ chỉ có thể xem thời cơ hành động thôi. Trưởng ban Lý, tình hình của tôi cậu đã rõ rồi. Tôi đến chỉ là muốn có được đơn đặt hàng lương thực. Ông chủ Hứa, trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Uống trà. Được. Làm gì đó? Trưởng phòng Kurihara, bỏ xuống. Trưởng phòng Kurihara, đây là chuyện gì vậy? Trưởng ban Lý, mời hai người đến phòng cảnh sát đặc biệt chúng tôi, để tiện tôi giải thích chi tiết cho anh. Xem ra trưởng phòng Kurihara có sự hiểu lầm với chúng tôi. Tôi và ông Hứa đây đang ở đây bàn bạc một số chuyện về làm ăn. Đúng vậy, không cần phải đến phòng cảnh sát đặc biệt. Ở đây cũng có thể nói rõ ràng, ở phòng cảnh sát đặc biệt sẽ có nơi càng thích hợp hơn. Đưa hết đi. Trưởng ban Lý, xin mời. Trưởng ban Lý có gì muốn nói? Trưởng phòng Kurihara, tôi muốn về ban cung ứng nhập cư trước để bàn giao công việc. Công việc ở ban cung ứng, cho dù trưởng ban Lý không có mặt vẫn sẽ hoạt động như thường. Đại tướng Kurihara có biết chuyện này không? Chuyện này không cần anh phải lo. Trung đội trưởng, bây giờ chúng ta làm sao? Hai cậu đi tìm Thẩm Phi về trụ sở đợi lệnh. Tôi đi tìm thượng quan Tĩnh Dân. Được. Tất cả rút quân. Trưởng ban, trưởng ban, thế nào? Thành công rồi, thành công rồi. Nói cho rõ ràng thành công cái gì? Trưởng phòng Kurihara đưa trưởng ban Lý, không, Lý Tử Hằng, Dị Bình và cả người gặp mặt họ toàn bộ đưa đi rồi. Được, tốt quá rồi. Trưởng ban, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Lập tức tập hợp người, cùng tôi đến văn phòng trưởng ban. Chuyện này còn chưa kết luận, mà lúc này đi lục soát văn phòng của Lý Tử Hằng, chuyện này lỡ như chúng ta chính là khiến cho cái lỡ như này không xảy ra được. Mau đi đi. Dừng. Được. Mở cổng. Chào cô. Các anh lại đến nhà tôi làm gì? Lý Tử Hằng bị nghi ngờ thông đồng với địch, đã bị bắt đi. Tôi theo lệnh của trưởng phòng Kurihara tiến hành lục soát triệt để nơi đây. Cái gì? Tử Hằng bị các anh bắt nhốt rồi. Trưởng phòng Kurihara dặn dò không được quá thất lễ với các cô, nhưng cũng xin các cô đừng cản trở công việc của chúng tôi. Hãy
Tại sao lại bắt tôi? Tôi phạm vào chuyện gì? Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết danh tính thật sự của ông. Tôi là người làm ăn, tôi là một thương nhân chân chính. Đây là phòng cảnh sát đặc biệt. Nếu như ông không nói thật, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Chắc là ông biết rất rõ. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi mở hiệu buôn ở Tô Giới rất nhiều năm rồi. Người xung quanh đều biết tôi. Ông là một người mở hiệu buôn, tại sao lại gặp Lý Tử Hằng? Dạo này Thượng Hải không phải xảy ra khủng hoảng lương thực sao? Giá lương thực tăng. Còn tôi có quan hệ nước ngoài, có thể có được một số lương thực. Lý trưởng ban Lý đúng lúc muốn mua lương thực. Tôi hiện anh ấy, tôi hiện trưởng ban Lý là muốn cùng nhau phát tài, không có gì khác. Vậy ông nói cho tôi biết hiệu buôn của ông tên gì? Hiệu buôn Phong Mậu, nằm ở Tô Giới Pháp. Anh hỏi thăm là sẽ biết ngay. Nếu anh không tin, anh có thể cho người đi kiểm tra. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại bắt tôi chứ. Trưởng ban Lý, biểu hiện của anh đúng là khiến tôi khâm phục. Trưởng phòng Kurihara đến nơi như phòng cảnh sát đặc biệt mà anh vẫn có thể biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như vậy. Trưởng phòng Kurihara, tôi cũng đâu có làm việc gì không thể cho người khác biết, tại sao phải hoảng hốt gì chứ? Tuy nói là thế, nhưng anh có biểu hiện khác với viên chức khác. Cho dù là đặc công được huấn luyện lâu dài, cũng chưa chắc có thể điềm tĩnh được như anh. Câu này nghĩa là sao? Trước đây biểu hiện của trưởng ban Lý lúc bị ám sát, tôi cảm thấy rất lạ. Theo lý mà nói, một người sau khi trải qua chuyện như vậy sẽ biểu hiện thận trọng mọi lúc, hành động cẩn thận. Nhưng trưởng ban Lý thì lại cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. So với hành động lúc bình thường, không có bất kỳ khác biệt nào. Trưởng phòng Kurihara, anh phải biết bến Thượng Hải là một nơi như thế nào chứ. Từ năm tôi 15 tuổi đã giúp cha tôi quản lý việc làm ăn của gia tộc. Năm 16 tuổi tôi bị bọn cướp bắt cóc một tháng. Năm 18 tuổi một mình tôi đến Thanh Bang đàm phán với chúng. Nếu như gặp chút chuyện mà tôi đã rối lên hết cả, thì việc làm ăn của nhà họ Lý chúng tôi cũng không còn được tới bây giờ đâu. Vậy chúng tôi tiến hành bắt anh cũng nằm trong dữ liệu của anh sao? Không. Chuyện này khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng anh không hề thể hiện sự bất mãn. Thể hiện sự bất mãn có ích không? Nếu như tôi tức giận trợn mắt đập bàn với anh, thì trưởng phòng Kurihara có thể thả tôi về sao? Tôi tin tưởng trưởng phòng Kurihara bắt tôi đến đây chắc chắn có lý do của anh. Vì thế tôi muốn xin hỏi trưởng phòng Kurihara, rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì mà đưa tôi đến đây? Cảm ơn. Anh Lý, anh lại đến à? Mời vào. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi vẫn luôn đợi tin tức của anh. Rốt cuộc thế nào rồi? Xảy ra chuyện rồi. Đồng chí Hứa Hải Phong và anh trai tôi bị người của phòng cảnh sát đặc biệt bắt đi rồi. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Lúc tôi hẹn với anh tôi, chỉ có hai chúng tôi ở đó, người khác không hề biết được. Với lại, cho dù là có người biết, thì anh tôi và một người làm ăn gặp mặt cũng không đến mức gây cho người phòng cảnh sát đặc biệt nghi ngờ. Vậy mấy người Thẩm Phi đâu? Không phải họ ở xung quanh bảo vệ sao? Phòng cảnh sát đặc biệt có hành động như vậy, lẽ nào họ không hề phát hiện ra sao? Người của phòng cảnh sát đặc biệt âm thầm bố trí, chúng tôi ở bên ngoài hoàn toàn không phát hiện bất kỳ chỗ nào đáng nghi. Đến lúc chúng tôi phát hiện ra thì đã trễ rồi.
Nói như vậy, phòng cảnh sát đặc biệt bắt anh trai anh và ông chủ Hứa là có mưu tính từ trước. Còn một khả năng khác, đó là có người tiết lộ tình báo với người của phòng cảnh sát đặc biệt. Không thể nào. Nếu như có người tố giác thì chắc chắn phòng cảnh sát đặc biệt đã tìm anh bắt khắp nơi rồi. Không thể nào đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì. Cô nói có lý. Nhưng mà hôm nay lúc tôi đến ban cung ứng và lão Chính Hưng đã có rất nhiều người nhìn thấy. Rất có thể họ sẽ nghi ngờ đến chỗ tôi. Cũng có thể sẽ tìm đến đây. Cô phải chuẩn bị trước. Trước khi hành động, ông chủ Hứa đã có sự bố trí. Ở nhà tôi và văn phòng đều đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cho dù chúng có kiểm tra cũng không tra ra được gì. Xảy ra chuyện thế này quá thật quá kỳ lạ. Thật sự không nghĩ ra được là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để cứu ông chủ Hứa ra. Tôi lập tức khởi động kế hoạch khẩn cấp, liên lạc với cấp trên. Tôi đi nói với mấy người thẩm phi một tiếng. Thời gian tiếp theo tôi sẽ không thể liên lạc với cô. Được, tự mình chú ý an toàn. Đại tướng, sao ngài đích thân đến đây? Phòng cảnh sát đặc biệt tiến hành bắt giữ Lý Tử Hàn. Tại sao không báo cáo trước với tôi? Đại tướng, mạo muội hỏi một câu. Nếu như tôi báo cáo với ngài thì ngài có đồng ý cho tôi làm như vậy không? Lý Tử Hàn bị bắt đã gây ra náo động ở trong chính phủ mới. Thế tôi có thể không biết được sao? Anh Kuchihara, tôi đối với việc cậu đưa ra quyết định khinh suất như vậy thật sự quá thất vọng. Đại tướng, nếu như người bị bắt không phải Lý Tử Hàn mà là viên chức chính phủ khác, xin hỏi đại tướng có tức giận như vậy không? Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi biết đại tướng rất tín nhiệm Lý Tử Hàn. Đó là vì công việc của Lý Tử Hàn rất có hiệu quả, vô cùng trung thành với sự nghiệp Đại Đông Á. Thế nào? Anh Kuchihara, là vì tôi tín nhiệm Lý Tử Hàn mới đưa ra quyết định bắt giữ sao? Thuộc hạ không có ý nhằm vào đại tướng. Ý của tôi là, cho dù Lý Tử Hàn biểu hiện như thế nào thì hắn vẫn là một người Trung Quốc. Đối với sự trung thành của người Trung Quốc, chúng ta không thể không có sự dè chừng. Nếu như hắn mượn sự tín nhiệm của đại tướng đối với hắn mà làm ra những chuyện tổn hại lợi ích của đế quốc Đại Nhật Bản thì chúng ta không thể nào trả lời với cấp trên được. Thuộc hạ làm như vậy cũng là nghĩ đến đại tướng. Phòng thí nghiệm của đại tá Tanaka bị phá hoại chính là vì kẻ địch thông qua đường ống cấp nước mà tìm được manh mối. Mà trước đó Lý Tử Hàn đã từng hỏi đến chuyện này. Biết lượng nước cấp cho khu áp bắc bất thường, không chỉ có một mình Lý Tử Hàn, rất nhiều người đều biết. Hơn nữa họ không biết gì về kế hoạch phong ảnh. Đại tướng, tình báo của tôi, phía Vũ Hán đang tích cực bài mưu lôi kéo một viên chức quan trọng. Lý Tử Hàn chính là một trong những người tình nghi. Đương nhiên tôi không có nhận định Lý Tử Hàn chắc chắn có hành động thông đồng với địch. Tôi chỉ muốn thông qua lần thẩm tra này xác nhận sự trung thành của anh ta. Thôi được, tôi đồng ý vì cậu bắt giữ Lý Tử Hàn. Nhưng trước khi có chứng cứ xác thực thì không được hành hình cậu ta. Dù gì cậu ta cũng là người rất có ích cho chúng ta. Đại tướng yên tâm, thuộc hạ biết làm thế nào. Đại dân, mấy người các anh vào bên trong. Đi mau, đi. Hiệu buôn Phong Mậu. Như vậy xem ra, phía đảng Cộng sản tuy đã nắm được một số tài liệu về kế hoạch phong ảnh, nhưng về chuyện địa điểm thì không có tình báo gì hết. Địch rất xảo quyệt, tất cả địa điểm đều dùng mã số để gọi. Có điều lần này họ đã phá hủy hoàn toàn phòng thí nghiệm ở trong quán trụ thuộc trúc, cũng đã gây ra cho chúng một đoàn đả kích không nhỏ. Điều bây giờ tôi nghi là Thượng quan Tĩnh Nhân có phải không nói cho chúng ta biết toàn bộ tình báo không? Con người cô ấy tôi rất hiểu. Nếu như có gì giấu giếm thì cô ấy nhất định sẽ nói thẳng. Chúng ta ở các phe khác nhau, anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Có điều có một tin tức tốt. Nội gián ở phía Vũ Hán đã bị xử lý rồi. Cũng xem như là giải được một mối họa trong lòng chúng ta. Nội gián bị giết rồi à? Không có. Trưởng ban thẩm để lại người sống. Nếu như địch đã dùng nội gián để tấn công chúng ta,
Vậy thì chúng ta cũng có thể lợi dụng nội gián hoặc mê hoặc kẻ địch. Người này trong thời khắc quan trọng có thể có ích rất lớn. Lần này chúng ta thông qua đường ống cấp nước tìm được sơ hở của địch, thông báo cho các anh em bên dưới dùng cách giống như vậy tiến hành điều tra ở các khu vực khác. Được, để tôi sắp xếp. Đội trưởng, anh em tổ tình báo vừa nhận được tin tức, trưởng ban cung ứng vật tư Lý Tử Hằng vừa bị phòng cảnh sát đặc biệt bắt đi. Tin tức chính xác không? Tình hình chính xác. Phòng cảnh sát đặc biệt đã bắt giữ Lý Tử Hằng trước mặt rất nhiều người đã chứng kiến quá trình. Chuyện gì vậy? Không biết nữa. Trưởng ban Trần, các anh là đến đây kiểm tra tài liệu ở đây phải không? Tôi đã cho người sắp xếp xong rồi, đều là tìm được trong văn phòng này. Phiền anh sau khi quay về giao cho trưởng phòng Kurihara. Ông là trưởng ban Trần Thành phải không? Trưởng phòng rất đánh giá cao ông. Đâu có, nguyện giúp sức cho trưởng phòng. Còn một chuyện nữa, phiền anh sau khi quay về báo cáo với trưởng phòng Kurihara. Chuyện gì? Qua đây. Trước khi chuyện xảy ra, em trai của Tử Hằng, Lý Tử Mục, có đến ban cung ứng. Sau khi nói chuyện với Lý Tử Hằng đã rời đi. Được, tôi biết rồi, vất vả cho ông rồi. Đi. Trước khi giải trừ được nguy cơ, các cậu đừng chủ động liên lạc với tôi. Nếu cần tôi sẽ liên lạc với các cậu. Nghiêm trọng thế à? Anh trai tôi làm việc ở chính phủ Ngụy, vốn dĩ là sự che đậy tốt nhất cho tôi. Nhưng bây giờ anh ấy bị phòng cảnh sát đặc biệt nghi ngờ, tôi cũng sẽ bị liệt vào đối tượng thẩm tra. Càng huống hồ rất nhiều người đã thấy tôi vào ban cung ứng, càng không thể thoát liên đới được. Trung đội trưởng, điều trách chúng tôi sơ suất quá, không kịp thời phát hiện người của phòng cảnh sát đặc biệt. Nếu như chúng tôi kịp thời phát hiện, có thể sẽ không bị động thế này. Đúng vậy. Chuyện này trách nhiệm chính là ở tôi. Vốn dĩ là muốn lôi kéo anh trai tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao. Không ngờ là để khiến đồng chí Hứa Hải Phong rơi vào nguy hiểm, tôi cũng rơi vào hiểm nghi. Khoan đã, người mình, tôi ra xem thử. Đã liên lạc với cấp trên chưa? Cấp trên đã đưa ra phê bình nghiêm túc đối với lần hành động này của chúng ta. Tuy rằng lối xuất phát điểm là tốt, nhưng thời cơ lựa chọn không đúng. Không chỉ khiến đồng chí Hứa Hải Phong rơi vào nguy hiểm, mà còn khiến hành động truy phong không thể tiếp tục thực hiện bình thường. Tôi nhận sự phê bình của cấp trên, sẵn lòng nhận bất cứ hình phạt nào. Nhưng mà tôi nhất định sẽ cứu đồng chí Hứa Hải Phong ra. Để tránh địch nghi ngờ, cấp trên yêu cầu chúng ta dừng tất cả hành động. Với lại muốn anh chú ý giấu kỹ thân phận của mình. Muốn quá giải nguy hiểm lần này thì phải ra tay từ chỗ phó trưởng ban của ban cung ứng vật tư Trần Thành. Trần Thành, chuyện này có liên quan gì đến ông ta? Phòng cảnh sát đặc biệt bắt anh trai anh. Trần Thành là kẻ đứng sau chủ yếu. Tôi hiểu rồi. Ông ta là muốn thay thế vị trí của anh trai tôi nên mới làm tay sai cho người Nhật. Cấp trên nói rồi, bảo chúng ta dựa theo tình hình thực tế mà có hành động cụ thể. Tôi biết rồi. Tôi phải về nhà một chuyến, thời gian lâu quá người Nhật Bản sẽ nghi ngờ. Trong thời gian này, các cậu tiếp tục trinh sát các địa điểm đáng nghi của quân Nhật. Nếu như cần thiết thì có thể tiến hành trinh sát bằng quả lực. Rõ. Lúc này mà có hành động, có khi nào thời gian cấp bách, kế hoạch truy phong của chúng ta phải tăng tốc tiến hành. Anh yên tâm, nếu như cần thiết hành động, chúng tôi sẽ bàn bạc với đồng chí thượng quan tỉnh dân. Được, quyết định vậy đi. Có hành động hay không, mọi người cùng nhau bàn bạc. Lúc hành động, do thẩm phi chỉ huy. Rõ. Trưởng ban Lý, anh và ông chủ Hứa này làm sao quen biết nhau? Tôi không quen biết ông ấy. Là ông ấy chủ động liên hệ với tôi. Ông ấy nói ông ấy có cách lấy được lương thực, nên tôi mới gặp mặt ông ấy. Không quen biết. Với thân phận của trưởng ban Lý anh, sao lại mạo hiểm đi gặp một người mà mình không quen chứ? Trưởng phòng Kurihara, phòng cảnh sát đặc biệt cũng phụ trách kinh tế của Thượng Hải. Bây giờ giá gạo của Thượng Hải tăng cao đến mức nào rồi? Tôi nghĩ chắc anh biết rất rõ. Người dân xem lương thực là trời. Nếu như tiếp tục như vậy, nền kinh tế của Thượng Hải sẽ tệ đến mức nào? Chúng ta không thể tưởng tượng được.
Ngoài đảm bảo cung cấp cho quân đội, tôi đang nghĩ hết mọi cách để có được lương thực, nhưng vẫn luôn thiếu hụt rất nhiều. Bây giờ, một thương dân Trung Quốc đến bàn chuyện lương thực với tôi. Tôi nghĩ, cho dù là người của chính phủ quốc dân đến bàn chuyện lương thực với tôi cũng sẽ gặp mặt người đó. Nói như vậy, trưởng ban Lý và người của chính phủ quốc dân có tiếp xúc. Ngày mai, hiện tại vẫn đang làm việc ở chính phủ quốc dân. Nhưng tôi nghe nói, chính phủ quốc dân đang tích cực lôi kéo viên chức của chính phủ mới. Trưởng ban Lý có nghe nói không? Tôi đương nhiên có nghe nói. Trưởng phòng Kurihara là nghi ngờ tôi và người của chính phủ quốc dân đang tiếp xúc nhau. Với vị trí hiện tại của anh, cho dù có người lôi kéo thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như họ muốn lôi kéo thì cũng là chuyện của họ, không liên quan gì đến tôi. Trưởng ban Lý, anh không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Trưởng phòng Kurihara cũng không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Là xuất phát từ lý do gì? Phòng cảnh sát đặc biệt thẩm vấn viên chức Trung Quốc chỉ cần cho rằng đáng nghi thì có thể tiến hành bắt giữ mọi lúc, không cần bất kỳ lý do gì. Tôi hỏi ông một lần nữa, danh tính thật sự của ông là gì? Tôi đã nói rồi, tôi là một thương dân, không có danh tính thật sự gì khác. Còn không chịu nói thật sao? Tiếp tục dũng hình, dừng. Thư ký vệ, anh là một cấp dưới, chịu quả vì cấp trên của mình. Không cần thiết vậy đâu. Tin tôi đi, chỉ cần anh nói thật, tôi đảm bảo anh bình an vô sự. Trung úy Masumoto, những gì tôi nói đều là thật, nhưng anh không chịu tin. Tôi cũng không còn cách nào. Anh là thư ký thân cận của Lý Tử Hàn. Tất cả những gì hắn làm, chắc hẳn anh đều nhìn thấy nhỉ? Phải. Vì thế tôi đem những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy, đều đã nói với anh rồi. Vậy được. Tôi hỏi anh, Lý Tử Hàn ở trong phòng làm việc với ông chủ kia đã nói những gì? Tôi là cấp dưới, cấp trên nói chuyện ở bên trong, tôi đứng ở ngoài cửa. Đây là quy tắc của chúng tôi. Anh hỏi tôi chuyện này, tôi thực sự không trả lời được. Tôi tin anh nhất định sẽ nói cho tôi biết. Nhất định sẽ nói. Bờ, họ định lục soát đến khi nào đi? Để họ lục soát đi, tôi muốn xem thử xem họ có thể lục soát ra được gì. Từ trong nhà tôi, nhà xảy ra chuyện lớn như thế này, vị thiếu gia cũng không về. Cô ấy đang ở bên ngoài, có biết nhà xảy ra chuyện hay không còn chưa chắc được. Chị dâu, Tưởng Mục về rồi sao? Mấy người này là ai vậy? Họ là người phòng cảnh sát đặc biệt. Phòng cảnh sát đặc biệt chạy đến nhà mình làm gì? Nhặt lên. Tên nhóc này, yên đó. Chị dâu, mặc kệ đi. Tôi không tin các người dám nổ súng trong nhà tôi. Các người đã xóa xong chưa? Xóa xong rồi thì mau chóng rời khỏi đây đi. Đi. Chị dâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh trai em bị người của phòng cảnh sát đặc biệt bắt đi rồi. Anh em bị bắt đi. Lúc trưa em gặp anh ấy còn bình thường mà. Cái gì? Lúc trưa em có gặp anh của em à? Lúc trưa em hẹn anh ấy đi ăn cơm. Anh ấy nói
Không có thời gian, sao bây giờ lại bị bắt rồi? Cụ thể chị cũng không rõ. Bắt người cũng phải có lý do chứ. Không được, em phải đi hỏi thử. Bây giờ em tới đó, không phải là gây thêm rắc rối cho anh của em sao? Cậu lúc nãy có điện thoại đến, ông ấy ra mặt quyết hơn chúng ta. Dì Phương, bao dọn dẹp chỗ này đi, bị họ làm cho lộn xộn hết cả lên. Dừng. Lời khai của mấy người này vô cùng khớp nhau, hoàn toàn không nhìn ra được nghi vấn gì. Trưởng phòng, tên ông chủ kia đã ngất xỉu rất nhiều lần rồi, có thể nhìn ra được ông ta là một người từng trải. Có điều, nếu như nói ông ta là người của trạm Thượng Hải hoặc đảng Cộng sản, ít nhất là tôi không tin. Có lẽ chúng đã thông đồng trước với nhau rồi, hoặc là ông chủ Hứa này cố tình tạo ra hiện trường giả. Nhưng mà trưởng phòng, ngài có từng nghĩ đến lần hành động này của chúng ta không có bất kỳ tình báo nào chứng minh là chúng đang liên lạc nhau? Có lẽ chúng thật sự đang bàn chuyện làm ăn. Có lẽ tất cả những chuyện này không phải là điều quan trọng nhất. Tôi là muốn thông qua những chuyện này điều tra triệt để rõ ràng Lý Tử Hằng. Vào đi. Báo cáo trưởng phòng, đây là tài liệu lục soát được ở văn phòng của Lý Tử Hằng và nhà của hắn. Còn đây là soát được ở hiệu buôn Phong Mậu. Có phát hiện đặc biệt gì không? Không phát hiện nghi ngờ gì. Can ở nhà Lý Tử Hằng có lục soát kỹ không? Nếu không chừng trong nhà hắn có chỗ bí mật nào giấu được tài liệu. Là tài liệu do phó trưởng ban Trần Thành giúp thu thập. Ông ấy biết rất rõ văn phòng của Lý Tử Hằng, chắc là không có sót chỗ nào đâu. Xem ra Trần Thành này cũng rất tích cực. Nếu Lý Tử Hằng ngã xuống thì trưởng ban sẽ là ông ta. Sao ông ta không tích cực được? Tuy trong tài liệu không phát hiện được nghi vấn gì, nhưng có một chuyện cần báo cáo với trưởng phòng. Chuyện gì? Trần Thành nói cho tôi biết, trước giờ ăn trưa, em trai của Lý Tử Hằng có đến ban cung ứng. Lý Tử Mục, hắn có liên quan đến chuyện này sao? Lúc đó chúng tôi lục soát ở nhà Lý Tử Hằng. Đúng lúc Lý Tử Mục trở về, đã đánh nhau với nhân viên lục soát. Nếu như không phải bà Lý ngăn lại, rất có thể sẽ xảy ra rắc rối lớn. Có lẽ tên công tử phóng đảng này là một điểm đột phá của chúng ta. Lập tức cử người bắt Lý Tử Mục đến phòng cảnh sát đặc biệt. Ngoài ra, cử người đi điều tra thử Lý Tử Mục có đến quán cơm Lão Chính Hưng hay không. Dừng, tôi đi làm ngay. Lý Tử Hằng không có nhắc đến tôi về chuyện của Lý Tử Mục. Tôi muốn xem thử hắn giải thích thế nào. Trưởng ban Lý, chuyện trước giờ ăn trưa em trai anh có đến tìm anh, tại sao lại không nghe anh nhắc đến với tôi? Chuyện này không có liên quan gì cả, cho nên tôi không nhắc đến. Không liên quan gì sao? Tôi cho rằng nó rất quan trọng. Cậu ta tìm anh trước giờ ăn trưa. Giờ ăn trưa anh đi gặp mặt ông chủ Hứa. Trong chuyện này có phải có mối liên hệ tất yếu nào không? Trưởng phòng Kuchihara, người anh muốn điều tra là tôi. Xin đừng lôi người nhà của tôi vào. Tôi không phải là lôi cậu ta vào, là cậu ta không thoát được liên can với chuyện này. Lệnh đệ lát nữa sẽ đến đây. Tôi sẽ khiến cậu ta chính miệng nói với tôi cậu ta đến tìm anh làm gì. Nếu trưởng phòng Kurihara nhất định muốn hỏi, vậy thì cứ làm theo ý anh đi. We'll be right back.
这初阳。